chào quý vị và các bạn đang đến với tin nóng 11 giờ của truyền hình Hậu Giang. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Bất chấp tính mạng của nhiều người, tài xế xe khách Phương Trang vừa lái xe vừa tán gái. Cà Mau bắt giữ siêu lừa có biệt tài giả giọng cán bộ cấp cao để chiếm đoạt tài sản của người khác. Các quan chức Mỹ nghi ngờ Triều Tiên xây dựng một hòn đảo nhân tạo ở biển Hoàng Hải để dùng thử hạt nhân. Thưa quý vị và các bạn, vừa lái xe, tài xế vừa sử dụng điện thoại để chơi game, hay là lướt Facebook, hay thậm chí là còn nấu mì khi mà đang chở rất nhiều khách đã nhận được sự chỉ trích rất dữ dội từ dư luận trong thời gian qua. Và sau khi ngành chức năng xác minh làm rõ vụ việc phản ánh thì những bác tài đó đều bị xử phạt một cách thích đáng. Nhưng thực tế, đây không phải là bài học cho tất cả các tài xế, những người mang trọng trách rất lớn bảo vệ tính mạng cho nhiều người trên chuyến xe của mình. Và mới đây, cư dân mạng lại tiếp tục đăng tải rầm rộ bức ảnh, đó là một tài xế xe khách vừa lái xe vừa tòm tèm một vị khách nữ ngồi kế bên mà lơ là quan sát. Qua xác minh thì lái xe này của hãng xe khách Phương Trang đang trên hành trình từ thành phố Hồ Chí Minh đến tỉnh Sóc Trăng. Theo ghi nhận của phóng viên báo Pháp Luật Plus, video được đăng tải bởi tài khoản Facebook DT và chiếc xe này có biển số 51B13537. Sau khi phóng viên tìm gặp đại diện hãng xe Phương Trang, người đại diện cho biết phía hãng xe đã tiếp nhận thông tin vụ việc và lý giải rằng cô này lên xe có ghế ngồi, không hiểu sao cô lại ngồi cạnh tài xế. Vị trí ngồi của cô gái hở hang như thế này cũng bị nghiêm cấm theo quy định của hãng. Trong khi hiện nay có quá nhiều vụ tai nạn giao thông, thì những lỗi chủ quan như thế này thiết nghĩ cần phải xử lý nghiêm, tạo tính răn đe để đừng bao giờ đùa giỡn với tính mạng hành khách như vậy một lần nữa. Thưa quý vị và các bạn, tự sát, leo nóc nhà, cột điện hay là cầm hung khí đòi giết người giữa đường đều là những hình ảnh xảy ra trong thực tế trong thời gian gần đây của những kẻ ngáo đá. Và mặc dù ma túy chỉ mới xuất hiện ở Việt Nam mấy năm trở lại đây, nhưng mà nhanh chóng được giới trẻ sử dụng ngày một nhiều. Và hệ lụy của nó để lại là không hề nhỏ. Và một nạn nhân cũng xuất phát từ một thanh niên ngáo đá gây nên khi mà đối tượng Phan Văn Việt sinh năm 1988 ở Nghệ An với tinh thần bấn loạn đã cầm nỏ săn bắn thú, chạy ra đường bắn loạn xạ, khiến cho ba người đi đường bị tên găm trúng. Và được biết, Việt là đối tượng nghiện lâu năm, nhiều lần đi cai nghiện nhưng mà không thành công. Và hiện vụ việc đang được Công an huyện Quế Phong điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, có biệt tài giả giọng nói cho nên Trịnh Duy Phương, 27 tuổi, quê ở Cà Mau, đã gọi điện thoại giả là các quan chức cấp cao của nhiều tỉnh Nam Bộ và miền Tây thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo với số tiền ban đầu ước tính là cả chục tỷ đồng. Và Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an vừa cho biết đã bắt giữ nghi can này để phục vụ điều tra. Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, mỗi ngày Phương gọi khoảng 400 cuộc điện thoại cho các tổ chức cá nhân và tự xưng là cán bộ cấp cao, sư trụ trì, chức sắc tôn giáo, người nổi tiếng. Để có kịch bản hoàn hảo, Phương điều tra kỹ nhân thân, cách ăn nói, đi đứng và các mối quan hệ của lãnh đạo cấp cao tại các tỉnh để mạo danh hoặc vận động từ thiện, sau đó chiếm đoạt tiền. Chiều ngày 4 tháng 5, Phương và đồng bọn đang làm thủ tục để nhận một chiếc xe máy Z1000 có giá trị hơn 300 triệu đồng từ một cửa hàng ở Vĩnh Long thì bị bắt giữ. Đề nghị ai từng là nạn nhân của Phương nhanh chóng đến cơ quan công an trình báo để xử lý đối tượng nghiêm theo quy định của pháp luật. Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam đã tiến hành khám xét hai container tại cảng Cát Lái và phát hiện một khối lượng lớn xe máy cùng với nhiều thiết bị điện tử nhập lậu. Tổng cộng đợt rà soát này có đến 50 container đang bị tạm giữ, có nghi vấn bên trong đều là hàng cấm. Ước tính tổng số hàng có giá trị khoảng 100 tỷ đồng. Hiện lực lượng chức năng đang kiểm đếm, lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị, để chủ động nắm bắt cơ hội, đưa ra các giải pháp thiết thực, tận dụng tối đa các lợi thế, đồng thời giảm thiểu những tác động tiêu cực của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ trưởng, Thủ tướng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ hoặc là các cơ quan trung ương, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương trong thời gian từ nay đến năm 2020 tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhiệm vụ để tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó cần tạo sự bứt phá thực sự về hạ tầng, ứng dụng và nhân lực công nghệ thông tin, truyền thông,
phát triển hạ tầng kết nối số và bảo đảm an toàn an ninh mạng, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp dễ dàng, bình đẳng trong tiếp cận các cơ hội phát triển nội dung số. Thưa quý vị, có căn nhà nằm nghe nắng mưa, phim điện ảnh Việt Nam có kịch bản do nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc chấp bút đã chính thức được công chiếu trên toàn quốc. Và đây cũng là phim điện ảnh Việt hiếm hoi về đề tài gia đình ra mắt công chúng trong thời gian gần đây. Phim lấy bối cảnh chính tại một chung cư đã xuống cấp trầm trọng. Nhà bà Tư kiên quyết không di dời giải tỏa để nằm nghe nắng mưa. Nhưng ẩn đằng sau đó là nỗi đau, sự mòn mỏi chờ đợi của bà với đứa con trai đã chạy trốn suốt 30 năm vì bị tình nghi giết người. Người mẹ nhớ thương và chịu đựng đắng cay với chồng sớm và chính gia đình mình. Nhưng bà vẫn nuôi hy vọng một ngày con sẽ trở về. Đây là bộ phim đầy sâu lắng về tình mẹ, với đề tài về gia đình là đề tài ít mang tính giải trí. Vì vậy, bộ phim được xem là một sự dũng cảm và cũng đầy mơ mộng của đạo diễn Mai Thế Hiệp. Má xin lỗi con. Nam ơi. Thưa quý vị và các bạn, nối tiếp kế hoạch biểu diễn các chương trình nghệ thuật, tác phẩm sân khấu có chất lượng nghệ thuật đỉnh cao tại Nhà hát lớn Hà Nội của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Tối qua, tác phẩm cải lương nổi tiếng Hừng Đông của Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ đã lên sân khấu Nhà hát lớn Hà Nội. Hừng Đông là vở cải lương về đề tài cách mạng với hình tượng người chiến sĩ cách mạng Phan Đăng Lưu, người chiến sĩ cộng sản, nhà lãnh đạo kiên trung, xuất sắc, mẫu mực, bản lĩnh, có tầm nhìn xa trông rộng. Ngoài việc áp dụng những phương tiện kỹ thuật hiện đại như màn hình LED, hệ thống âm thanh ánh sáng, vở diễn còn thể hiện ý định thử nghiệm khi kết hợp giữa nghệ thuật sân khấu cải lương với một nghệ thuật hiện đại, đó là âm nhạc đường phố, với sự tham gia của ban nhạc đường phố. Tiếp tục phần tin quốc tế, Anh vừa cho tạm dừng hoạt động một phần sân bay ở thủ đô London vì lý do an ninh. Tổng thống Barack Obama hé lộ tham vọng cực lớn sau khi rời Nhà Trắng. Vào hôm qua, sân bay Heathrow ở thủ đô London của Anh đã phải tạm dừng hoạt động một nhà ga vì lý do an ninh. Vụ việc xảy ra chỉ vài giờ sau khi cảnh sát của nước này thông báo giới chức khủng bố đã bắt giữ một người đàn ông 30 tuổi sau khi đối tượng này tới sân bay Heathrow trên chuyến bay từ Thổ Nhĩ Kỳ vì bị tình nghi là âm mưu tiến hành các hoạt động khủng bố. Cảnh sát cho biết một số chuyến bay khởi hành tại đây đã bị hủy sau khi lực lượng an ninh phát hiện một món đồ khả nghi trong hành lý của một hành khách. Người đàn ông được cho là chủ nhân của túi hành lý nói trên đã tìm cách lẩn trốn khi các nhân viên an ninh kiểm tra túi hành lý bằng máy quét. Vụ việc gây náo loạn các hành khách có mặt tại sân bay. Được biết, nhà ga số 3 phụ trách các chuyến bay quốc tế tới Mỹ, Canada, Australia, Trung Đông và các thành phố Thượng Hải, Hồng Kông, Trung Quốc. Một vụ vượt ngục quy mô lớn vừa xảy ra trên đảo Sumatra ở Indonesia và chỉ một sơ suất nhỏ của các quản giáo khi mà đưa các tù nhân rời khỏi phòng để chuẩn bị cho buổi cầu nguyện ngày thứ 6 thì bất ngờ khoảng 200 tù nhân đã xô đổ cổng nhà giam và trốn ra ngoài. Người phát ngôn cảnh sát địa phương cho biết lực lượng an ninh đã bắt lại 77 trong tổng số 200 tù nhân vượt ngục. Nhà giam nơi xảy ra vụ vượt ngục có sức chứa tối đa là 700 tù nhân. Song, số lượng tù nhân thực tế giam giữ tại đây lên tới 1.800 người. Trước khi xảy ra vụ việc, nhiều tù nhân tại đây phàn nàn về tình trạng nhà giam quá tải, nhiều trường hợp bị các quản giáo ngược đãi. Thưa quý vị, các quan chức Mỹ cho biết Triều Tiên đã xây dựng một số hòn đảo nhân tạo trong ít nhất 5 năm ở biển Hoàng Hải gần thành phố Soha, cách thủ đô Bình Nhưỡng khoảng 50 km. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên leo thang căng thẳng và được dự đoán có thể sắp thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hoặc là thử hạt nhân lần thứ 6. Những hình ảnh từ vệ tinh cho thấy 5 hòn đảo nhân tạo đã được xây dựng gần Soha, một địa điểm thử nghiệm công nghệ tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên. 3 trong số 5 hòn đảo này có các khe hình chữ nhật, có thể được sử dụng để chứa tên lửa đạn đạo và thiết bị phóng tên lửa của Triều Tiên. Các hòn đảo khác có thể được sử dụng để đặt các hầm chứa tên lửa. Hiện chưa rõ mục đích xây các đảo nhân tạo này của Triều Tiên, song một số nhà quan sát cho rằng Bình Nhưỡng có thể sử dụng chúng cho các vụ thử tên lửa, vũ khí phòng không hay vũ khí chống hạm. Trong khi đó, cũng có ý kiến cho rằng các đảo này có thể chỉ đơn thuần phục vụ mục đích nông nghiệp. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, vào ngày mai, vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp sẽ chính thức diễn ra. Trong lúc này, Pháp đang đẩy mạnh chiến dịch truy quét các phần tử cực đoan để đảm bảo an ninh cho ngày bầu cử. Riêng về cuộc thăm dò mới đây về các đề xuất kinh tế của các ứng viên, thì dường như một bộ phận đông người dân Pháp đều không đồng tình với cách đưa ra của hai ứng viên.
Cụ thể, 57% người Pháp tin rằng chương trình kinh tế của ông Macron không giúp cải thiện tình hình kinh tế của nước Pháp. Chương trình tranh cử của bà Le Pen gặp kết quả còn tồi tệ hơn khi 66% người Pháp không tin các đề xuất này sẽ có hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, mặc dù ông Macron được đánh giá cao hơn so với đối thủ là bà Le Pen, khi kết quả thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ đang vào khoảng 62-38 nghiêng về phía ông Macron. Song, kết quả thăm dò cũng cho thấy có một sự thay đổi trong quan điểm của người Pháp khi số cử tri đánh giá tốt các đề xuất của ông Macron đã giảm xuống. Trong khi đó, niềm tin của cử tri Pháp dành cho chương trình tranh cử của bà Le Pen lại được cải thiện tăng thêm. Thưa quý vị, sau hai nhiệm kỳ tổng thống từ năm 2008, cựu tổng thống Mỹ Barack Obama đã rời Nhà Trắng vào đầu năm nay khi mà tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên thệ nhậm chức. Sau thời gian nghỉ ngơi, ông Obama đã hé lộ những phác thảo đầu tiên về trung tâm tổng thống mà ông cùng với vợ định xây dựng, với hy vọng là nó sẽ trở thành nơi để đào tạo cho các nhà lãnh đạo tương lai. Những phác họa về trung tâm tổng thống Obama sẽ được xây dựng tại công viên Jackson ở Chicago, đã được đăng tải trên trang web của quỹ Obama. Trong khi thư viện sẽ là nơi lưu giữ các bức thư điện tử và tài liệu của ông Barack Obama khi đương chức. Các món đồ lưu niệm của vợ chồng cựu tổng thống trong thời gian sống tại Nhà Trắng sẽ được trưng bày tại bảo tàng. Ông Obama ước tính trung tâm sẽ hoàn thành trong 4 năm và ông nói rằng công trình sẽ được khởi công vào cuối năm nay. Cựu tổng thống Mỹ cũng thông báo ông và cựu đệ nhất phu nhân sẽ ủng hộ $2 triệu cho các nỗ lực việc làm mùa hè tại Chicago. Thưa quý vị và các bạn, Alien, loạt phim về quái vật rùng rợn nhất mọi thời đại đã chính thức trở lại với buổi ra mắt phần phim mới nhất trong series Alien Covenant tại London. Và bộ phim được đánh giá sẽ là phần phim đen tối hơn bao giờ hết bởi vì nó ẩn chứa những bí mật bất ngờ dành cho khán giả. Tại Việt Nam, phim dự kiến sẽ khởi chiếu từ ngày 12 tháng 5. Xuất hiện tại buổi công chiếu, đạo diễn Ridley Scott cho biết bộ phim vừa là phần tiền truyện của Alien sản xuất năm 1979 và cũng đồng thời là phần tiếp theo của Prometheus sản xuất năm 2012. Phần phim lý giải loài quái vật không gian được tạo ra khi nào, như thế nào và để làm gì. Trong phim có sự xuất hiện đồng thời hai giống loài quái vật ngoài hành tinh, khiến cuộc chiến sinh tồn của các phi hành gia trở nên ngàn cân treo sợi tóc. Tin nóng 11 giờ xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.